nhưng khi nhom chân thà cha sông chạy lại bỏ phía sau toàn môi để nhom bán chụp bát tè chẳng vậy bị vợ nhom mày nặng bong sợi mới lại nhom bán đa bán scope như bị mòn máu ấy chẳng nhom chưa qua thì môi nhom cứ chìm nôm nẹt đá cất thang rồi nãy miền phảnh hà rồi sợi tray ấy bàn tay cái máu cọt bán gặp thà chân thà ở nãy ăn miên còn nãy tơ xả đài prau sợi lấy đầm bay tơ bạch ngay ở nãy miên đằng thà sợi lấy rồi ngay nâng giường prau prau mày ở thì môi sàn thiết kim miller sợi lấy thì pí cao đỡ nơi chụp chụp môi nâng sợi lấy nâng chẳng anh giờ tập ra tới đầm bay tay luôn anh tha miên rồi sợi tray được anh tha nhom sa đã bong nhưng mà đai miên phành hà nâng tề chân bàn tay ở nhom có giờ mà prapra nhom prapra ban dạ bị bay khai và trăm ngày nhom mắt prai tới bữa nhom mắt chưa nhom thay quạt cả họ nhom bàn tay cày máu nơi trong khai thì bay ngay thì đập khai bầm buồn khi nhom prai tới đôi cái nó không rút hiệp lên nâng chân bong bong nó ăn vì sẹo máu á chăng ở bên sân bà bông nó khi tập skate anh ấy cái hà thật đóng cái đầm nặng cả đầm bông á cha bà sân là nhóm mặt ban sẽ lấy nắng mà prau té cứ ở bà hai chỉ nhóm nâng miên chung ngữ kỳ chăng nhóm chăng chung điệp tại đó stray từ khi đã cầm bông tay chụp tay bà nhà thẹn xó cha mà là đau mình tiếng rồi mà thông khấn nâng miên bà nhà độc tray cục hết hai nâng ca pia cầm ao miên chung bà nhà cha bông con nó khi bị kỳ là đại sẽ bồn cha à đông nắng vì bên nắng cọ ở bên để đau dương mà đó cứ việc cọ nó đáy sẽ bồn chẳng về việc khai chuyện đồng kỳ hay là bên để bom bom chịu bà toàn việc khai nâng chấm kìm mưa mà hà đi chạy thôn thôi khang mình tên hay sợi nắm mai để nhắm prà nít mua angel muốn chịu bập phát và lật tập ho rồi bỏ ở xã đoạt am rạch trà đi nhắm prà prà to lên nâng phơ ca ở nai nom tại đó ở stray đừng ở đại quan công phong để chưa bị bạt được nhom chẳng chẳng bom bom ở akhnia trà bom bom ở akhnia cứ công tục công mơ đồng lơ một bạt này sao phụ nhom ប្រាប់ តོ་ ដែរនេះមានយប់មានថ្ងៃនឹងត្រប់ប្រចាំថ្ងៃ 3 ខែបងប្អូន 3 ថ្ងៃតា 3 ខែនឹងឃើញផលហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះមួយនេះចាសូមកុំមើលរំលងបញ្ហាមួយនេះឲ្យសោះចា